giá 600 đến 700 nghìn là có cả pin. Chưa nói thật nhá, 600 đến 700 nghìn có cả pin, nhưng cò nó phải tương đương với cò Nhật. Thì em trả lời thẳng luôn là cò tương đương với cò Nhật thì giá Nhật. Đấy, thì ngày hôm nay em sẽ lên video giới thiệu cho mọi người và so sánh cho mọi người về hai cái thể loại, đó là vít trượt và chuyên vít có búa. Đấy, rẻ hơn rất nhiều so với cả em kỳ vọng đấy, nghĩ là con này phải tầm 450-500 như các cái dòng phân khúc vít trượt 21V trên thị trường. Nhưng nó về một phát về giá có 390.000 thôi. Đấy. Xin chào cô chú anh chị quay trở lại với kênh YouTube cửa hàng điện máy Theo. Đấy, thì ngày hôm nay em sẽ lên video giới thiệu cho mọi người và so sánh cho mọi người về hai cái thể loại, đó là vít trượt và chuyên vít có búa. Đấy, thực ra là cái câu hỏi về khác nhau như nào thì em gặp cũng rất là nhiều lần rồi. Đấy, nhiều cô chú anh chị mình vẫn chưa phân biệt được. Thì ở trên bàn đây của em cũng có đồ test luôn này, cũng có đủ các thể loại máy này, từ máy bên trái là máy vít trượt và máy bên phải đó là máy chuyên vít có búa. Đấy, thực ra nó khác nhau cũng khá là nhiều. Đấy, tác dụng thì vẫn là tác dụng bắt vít thôi, nhưng mà phạm vi của nó khác nhau, cơ chế hoạt động khác nhau. Đấy, thì nhiều người chưa biết thì em sẽ lên nữa. Và cái thứ hai đó là cái cò trên máy, những cái máy chuyên vít, đặc biệt là những cái máy chuyên vít hàng Trung Quốc OEM, đấy, tức là hàng đi gia công ấy, thì nó sẽ khác cũng khá là nhiều đấy, chứ không phải là khác ít đâu, so với cả những cái máy cao cấp như là của Makita. Đấy, thì đầu tiên nhá, đấy, ví dụ như là có anh hỏi em là cho anh một con phải có vít trượt và phải có búa, thì cái đấy thì chỉ có trên những con khoan thôi. Đây, ví dụ như con này, nó là bắt vít, chế độ bắt vít này, chế độ khoan búa, nhưng mà búa này là búa động lực để khoan tường đấy, chứ không phải búa để khoan bê tông. Thế còn những con mà vít trượt ấy thì bản chất nó là cái khoan, nhưng mà nó đỏ bỏ đầu mang danh đi. Đây mọi người nhìn hai cái mã này đây đấy, một mã khoan 10065 ly này đấy, và một mã là vít trượt CV555 mới của Hukan, thì nó yệt nhau, nó chỉ khác nhau cái đầu thôi, nó chỉ khác nhau là cái đầu này thay bằng cái đầu vít trượt như này đấy, cho nên là cơ chế nó giống như nhau. Thì đây là một con vít trượt, nó sử dụng các cái cấp số trượt như này đấy, nó sẽ khác so với là một con chuyên vít mà có búa. Những con mà chuyên vít có búa ấy, thì nó sẽ không có những cái cấp trượt như này đấy. Cấp trượt như này là để anh chị điều chỉnh ấy, điều chỉnh ví dụ như là vít nó vào thì nó è ra đấy. Thì bây giờ sẽ test luôn cho mọi người xem nhé. Thực ra là cái video về vít trượt của bên em ấy, rất nhiều người xem, 500.000 lượt xem trên TikTok cơ đấy, nhưng mà trong video này thì em cũng sẽ test và giới thiệu lại cho mọi người nhé. Những con vít trượt thì nó sẽ có các cái cấp số như này để mọi người bắt. Đấy, thì đưa khi mọi người hiểu đơn giản, nó là những cái vít dài, vít nhỏ thì cấp trượt nhỏ, mà vít to thì cấp trượt to. Đấy là cùng một tải. Đấy, trường hợp mọi người là cùng một kích thước vít, giả sử cùng bắt một con vít khoảng 2 phân thì chất liệu nó mỏng thì là cấp số nhỏ, mà chất liệu to, à chất liệu cứng thì chúng ta số to. Đây ví dụ nhá, em có một cái mũi vít nó khoảng 2 phân thôi thì em đang sử dụng cấp trượt là số 1 này. Thấy chưa? Khi mọi người thấy khi mà nó vào thì nó sẽ kêu è, tức là mình có bóp cò nữa thì nó cũng sẽ trượt ra, nó không bị tòe cái vít. Đấy, tất nhiên là trường hợp cái gỗ này nó cũng tương đối là cứng, nó không mềm như là những cái thạch cao hay những cái hộp nhựa mọi người làm, cho nên nó sẽ không có trường hợp là bị tòe hay trượt, tòe vít hay là bị hỏng vật liệu. Đây là một cái vít dài hơn này, vít này có thể là 3 phân này. Thì chúng ta xem là với cái cấp trượt số 1 thì nó có vào được không nhá. Nó vẫn vào được, tương đối khỏe đấy. Con này là con vít trượt mới của Hukan, tương đối khỏe này. Bây giờ sẽ vào một cái vít dài, vít này là dài khoảng 5 phân. Đây, đây sẽ bắt lại nhé. Đấy, khi mà nó vào được khoảng một nửa thì nó trượt, tức là với số 1 thì nó không hợp lý với cái vít này. Thì mọi người tăng lên giúp em, đây em sẽ tăng hẳn lên số 5 này. Đấy, thì nó vào thêm được một đoạn nữa thì chúng ta tăng hẳn lên số 10 đi. À, số 10 đây. Đấy, 9, 10, 11. Đấy, nó vào cũng được hết rồi. Thế còn nếu mà muốn hết hẳn đi thì có lẽ là sẽ để hẳn số 15 đi. Đấy. Đó, cho nên là cái vít trượt số bao nhiêu và dùng tải gì hoàn toàn là do chúng ta ước chừng. Đấy, dựa trên kinh nghiệm, dựa trên kiến thức của chúng ta. Đấy, hiểu đơn giản là thế thôi. Thế còn giới thiệu cho mọi người về con vít trượt này là của Hukan. Con này mã của nó là CV555 khá là dài, chân pin Makita phổ thông. Con này nếu mà chưa có pin sạc giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, rẻ hơn rất nhiều so với cả em kỳ vọng đấy, nghĩ là con này phải tầm 450-500 như các cái dòng phân khúc vít trượt 21V trên thị trường. Nhưng nó về một phát về giá có 390.000 thôi. Đấy, đầu vít của nó cũng rất là đẹp đây. Đấy, thì sẽ test cho mọi người xem là cái độ, nãy là test rồi đấy, nãy là test được cái cấp trượt nó ổn định không đấy. Đấy, thì bây giờ sẽ test cho mọi người các cái số trượt lại của nó nhá. Đây, 4 cái vít kích thước như nhau,
cùng trên một chất liệu gỗ. Thì bây giờ em sẽ test nhá, số 1 này. Đấy, nó về được khoảng một nửa, tăng hẳn lên số 5 này. Để bước là 5 nhá. Nó xuống sâu hơn được này, nó xuống sâu hơn này, số 10 này. Đấy, nó gần hết này, và số 15 này. Đấy, thì như vậy là số 15 là ok. Tức là cấp trượt tăng thì vít nó vào sâu hơn. Đấy, thì con này em thấy đánh giá rất là cao, con này cái mức độ trượt của nó đều, đồng đều. Đấy, thế còn đây là vít trượt nhá, thì nó sẽ vào nó trượt e như thế. Thế còn trường hợp mà vít có búa ấy, đây, ví dụ như những con như này. Đây, những con như này. Đây, ví dụ đây. Con này nó là chuyên vít có búa, thì mọi người nhìn trên thân máy của nó không có vít trượt, nó hoạt động như cơ chế búa chữ T ấy. Nó khá là giống những con bú lông. Đấy, thực ra là giống là giống, là bởi vì hàng OEM là giá rẻ thôi, chứ nó không có phân biệt quá về chuyên vít hay là bú lông. Cho còn nếu mà các hãng lớn như là Miu, Makita thì vít trượt và bú lông nó khác nhau cũng khá là nhiều. Đấy, thì những con máy như này nó sẽ không có trượt. Và mọi người làm vít, vít mọi người bắn vít búa vào đến đâu, vít đập đến đấy. Đấy, tức là vít vào đến đâu búa nó đập đến đấy, nó sẽ kêu rất là to này. Đó, thì những con này nó sẽ vượt trội hơn ở cái điểm đó là bắt vít dài. Đấy, ví dụ như là những con mà vít trượt như này nhá, nó có thể bắt được vít dài. Tại vì bây giờ mọi người mua cái pin tốt, pin xả cao hay là để lực siết thấp ấy, thì mọi người vẫn bắt được vít dài. Đây, ví dụ cho mọi người nhá, có thể nó sẽ bị văng tay ra, tại vì nó dùng lực siết bắt. Đây, em vẫn sẽ để số tốc nhanh này và để số 21, tức là cấp trượt to nhất. Chắc chắn nó không vào, tại vì vít này rất là dài. Đấy, mọi người thấy chưa? Đấy, nếu mà vào không vào được nữa thì mọi người đừng cố bóp, tại vì vít trượt máy của nó mà. Thì mọi người để lên khoan cũng không vào được hết. Thì lúc này là mọi người chuyển giúp em về tốc chậm như này, để cái lực siết cao. Mọi người lưu ý nhá, là khi mà em làm như này thì mọi người phải giữ tay chặt, không là nó văng tay chúng ta ra ấy, tức là sẽ bị lật cổ tay. Đấy, hoặc là cái vật như này là em đang không để cố định này, cái gỗ này đang không để cố định thì rất có thể nó sẽ xoay xoay. Đây, sẽ thử nhá. Đấy, thấy chưa, nó xoay xoay cái vật này chưa. Đấy, thì bây giờ để vắt được thì em phải cố định cái này. Đấy, thì em sẽ giữ hai tay lại. Thì những con chuyên vít, những con vít trượt như này, những con mà đầu vít mà số trượt như này sẽ không có lợi thế khi mọi người bắt vít dài. Đấy, thế còn những con chuyên vít như này, bất kể là hãng nào nhá, thì mọi người rất là nhàn tay. Đấy, đây, cứ vít vào đến đâu búa đập đến đấy. Cái vít này nó bị cứng rồi. Đây, bắt lại. Vít 12 phân nhá. Đây, em xuyên cả qua gỗ gỗ luôn. Đấy, thì những con bản chất là phạm vi hoạt động nhé, những con mà vít trượt như này thì phạm vi hoạt động của nó ở mức gọi là vừa và nhẹ. Ví dụ như là anh chị mình làm thạch cao, làm nhôm kính hay là làm những hộp nhựa, hộp camera, hộp điện nước ấy, thì nên sử dụng những con vít trượt như này. Đấy, tại vì mình, thay vì mình điều tốc một cách rất là bằng bản thân mình, thì những cái số này nó sẽ điều cho chúng ta để cho nó trượt ra, nó đỡ bị tòe vít hay là hỏng chất liệu. Thế còn anh chị nào làm, ví dụ làm kết cấu, làm những cái vật liệu nặng, ví dụ như là làm sắt hay là làm vít dài, ví dụ như vừa rồi, và gỗ, thì nên sử dụng chuyên vít có búa. Mọi người nên sử dụng chuyên vít có búa cho em. Tại vì cái vấn đề gọi là chúng ta làm những con này, bản thân những con vít trượt như này nó đều làm được cái việc vít dài. Nhưng làm nhiều thì mọi người thấy lúc nãy đúng không? Tí nữa là xoay cổ tay, lật cổ tay, và nó rất là mất sức. Đấy, cho nên là chúng ta dùng những con chuyên vít có búa như này. Bất kể là hàng gì, bây giờ hàng Trung Quốc nó rất là rẻ. Đấy, ví dụ như con này Form 173 của Hoka nhé, cái con mà chuyên vít màu xám này, giá của nó chỉ có 550 thôi. Hay là con 230 giá là 650. Hay là những con King Blue như này, đẳng cấp nhất của bên em về dòng chuyên vít mà cò tốt, thì là những con, là con King Blue này, thì giá là 1050. Đó, thì so sánh cho mọi người hai cái chính, cái ưu nhược điểm của dòng vít trượt, dòng vít trượt và dòng chuyên vít có búa. Đấy, thì báo giá nhanh cho mọi người nhé, ai cần nhu cầu mua thì cứ liên hệ hai số điện thoại trên màn hình. Đối với vít trượt thì bên em có khá là nhiều loại. Đây, ví dụ vít trượt mà pin đứng 16V8 đây. Đấy, thì có con này của Drama, bán cả bộ là
700.000 hai pin một sạc, pin 16V, pin chọc 4 cell. Thế còn mà vít chân pin như này mà thân máy thì em có của Pingnen là 450, có luôn Pingnen 450, hay là của Hukan cũng có. Đấy, phạm vi video này thì lên không lên được nhiều. Đấy, thế còn con vít của 21V chân phổ thông đấy, hay là 18V chân Makita hãng ấy, thì con này là 390.000. Đấy, những con như này thì rất khuyến khích anh chị là sử dụng những quả pin 5 cell thôi, tại vì những con này nó rất là nhẹ. Ví dụ như là một con khoa này nhá, nó rơi tầm 1 cân, đúng không, 1 cân đã là rất là nhẹ rồi, nhưng mà những con vít trượt như này nó còn nhẹ hơn so với con khoan, bởi vì nó không có cái đầu mang danh như này, nó nhẹ hơn, nó ngắn hơn đấy. Cho nên là mọi người khuyến khích mọi người là sử dụng pin 5 cell như này. Thì đây, quả pin này là 5 cell 2,5A cell của EVE, giá của nó là 350, pin đóng của bên em đấy. Thì còn thân này thì là 390.000, là chưa có pin sạc. Anh chị nào có bất cứ pin Akuza này, Navara, Detong M21, Hukan, pin đóng, pin hãng đều dùng được đấy, vít trượt, làm tủ nhựa, làm thạch cao, làm điện, làm camera, làm sửa chữa điện tử, rất ok. Thế còn những con chuyên vít có búa thì có con này đấy, em báo giá con này nhá, là 550, form ăn theo cái con 173A của Drama, chỉnh 4 tốc dưới này đấy, không than hết rồi, bây giờ máy là không than hết rồi đấy. Thế còn con 230 này đấy, con 230 này là mốt nó rất là nhiều tính năng, chỉnh 4 tốc đấy, nhiều tính năng bắt vít rừng rồi thế này thế kia, khá là nhiều tính năng. Thì giá của nó là 650.000, thân máy chưa pin sạc, không trổ than, chỉnh 4 tốc đấy. Hoặc một con 21V nữa này đấy, vừa mới test xong, của King Blue đấy, thì con này là giá 1050. Con này thì nó sẽ không quá thiên về cái tính năng đấy, tức là ít tính năng hơn so với những hàng OEM khác như là Hukan, Detong, những hàng giá rẻ. Thì con này thì nó thiên về cái cỏ đấy. Nhiều anh chị cười em lắm, bảo chả có tính năng gì mà giá 1050 bị ngào giá à. Nhưng mà thực sự là King Blue em không bán số lượng nhiều như là những hàng rẻ, nhưng bán cho những anh em thợ mà cần một con máy cò chất lượng thì rất hài lòng luôn. Cò con này là cò sử dụng của thương hiệu Omron, là thương hiệu về thiết bị y tế, mà mấy cái mà mọi người bóp bóp vào đây là cái gì nhỉ, đo huyết áp ấy. Ờ đấy, Omron. Thì cò của nó rất là mượt. Thì Makita hãng bây giờ đã sử dụng hầu hết là cò Omron. Tất nhiên là cò Omron của một con máy 4 triệu Makita nó sẽ khác Omron cò của một con máy 1 triệu hàng King Blue. Nhưng về cơ bản, một thương hiệu lớn như con Omron họ làm cò này thì cũng rất là chất lượng rồi. Đấy, tại vì nó đổi hết là không có tính năng gì, tao chỉ có chỉnh 4 tốc thôi. Thì như này, tao chỉnh 4 tốc thôi và tao dồn hết chất lượng vào, giá thành vào cái cò. Đấy, thì có một cái câu hỏi thứ hai em nhắc lại trong đầu nhé, trong đầu video. Có anh em bảo là anh muốn một con máy giá 600-700.000 là có cả pin. Chưa nói thật nhá, 600-700.000 có cả pin, nhưng cò nó phải tương đương với cò Nhật. Thì em trả lời thẳng luôn là cò tương đương với cò Nhật thì giá Nhật. Đấy, mặc dù con này cò Omron là cò của thương hiệu mà làm cho hàng Nhật, nhưng nó cũng chỉ là phân khúc hàng của Trung Quốc thôi, hàng OEM, nhưng nó rất là chất lượng so với những cái tụi khác rồi. Đấy, cho nên mọi người phải lưu ý là giá thành nó không nói dối được chất lượng sản phẩm. Có thể nhà bán hàng người ta phông mặt, người ta nâng lên để người ta bán hàng, cái đấy là mình chuyện bình thường nhé, mình phải thông cảm cho anh em bán hàng. Nhưng mà giá thành nó nói lên chất lượng. Đấy, một con này thì không bao giờ có cửa so với cả Makita đều mua hãng được, nhưng những con hàng OEM giá rẻ thì cũng không thể so sánh được về cò của con King Blue này được. Đấy, cái cò này thì mọi người phải trải nghiệm thôi. Cò này thì hoàn toàn mọi người phải đến cửa hàng trải nghiệm cơ. Đấy, địa chỉ thì trên video có nhá, 65 Vệ Hồ, Tây Hồ, Hà Nội. Đấy, thì mọi người lưu ý giúp em là cò máy đi theo chất lượng giá tiền. Đấy, cứ càng tiền cửa tiền càng cao thì chất lượng càng cao thôi, thì thôi. Đấy, con quả pin như này là pin đóng bên em 10 cell EVE, là cell chất lượng thương hiệu. Đấy, Detong hiện tại cũng đang làm cái cell EVE này, rất là chất lượng luôn. Đấy, thì là 580.000, 10 cell 5A. Đấy, vỏ chống sốc, bảo hành 12 tháng, có số điện thoại, có tên cửa hàng đàng hoàng. Đấy, thế còn một số cái trường hợp khác, máy khác có thể bắt vít được. Đấy, ví dụ như là những cái máy bu lông đầu rỗng. Đấy, ví dụ như con X4IMP này, đầu của nó là đầu rỗng, cho nên là anh chị muốn bắt vít thì mình cứ lắp thẳng mũi vít vào thôi. Đây, 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 lắp thẳng mũi vít vào thôi. Đấy, đấy, lắp thẳng mũi vít vào hoặc qua một cái chuyển đổi thôi. Đây, là chúng ta bắt được thôi. Đấy, ví dụ là bắt được. Thì những con này thì nó là bu lông thì có thể dùng thêm đa năng.
thì con này giá là 450.000 là thân máy chưa có pin sạc, màu xám xi măng, chân pin phổ thông. Đấy, còn một con mới của Hukan, Rickman, nó là thương hiệu Hukan, thì con này giá là 680.000, lực xiết là 500 new, mở ốc nồi xe ga, ốc ô tô 7 chỗ rất là ok luôn. Thì đầu bu lông của nó đầu rộng nhá. Đấy, mọi người cũng lắp mũi vít mũi tôn vào. Đương nhiên thì em sẽ tặng cho mọi người cái đầu chuyển vít để mọi người lắp nó đỡ bị tụt. Đấy, nhưng mà qua đầu chuyển thì chắc chắn nó sẽ có nhược điểm, đó là hơi lắc một xíu, cái đấy là đương nhiên rồi. Đấy, còn cả cả những con bu lông to như này thì mọi người thích bắt vít thì vẫn cứ bắt thôi. Đấy, nhưng nó sẽ không quá là chuyên, tại vì máy bắt vít là máy bắt vít, máy bu lông là máy bu lông. Đấy, thậm chí bu lông bây giờ anh em còn dã đi khoan mà. Đấy, đúng không? Đầu của nó đầu đặc như này, cho nên là không lắp được mũi, đúng không? Thì qua chuyển này em tặng hết mà, máy nào em chả tặng, bu lông nào em chả tặng. Đấy, thì mọi người lắp như này. Nó cũng hơi lỏng ngoài, trông nó hơi lỏng ngoài. Đấy, nhưng mà trường hợp mà chống cháy hay là trường hợp chúng ta không có ngân sách đầu tư nhiều thì cũng được. Đấy, mọi người nhìn này. Ui dồi, chết, lật của tay thì chết. À đâu, con này lật thế nào đâu. Đấy, con này máy vít, chuyên vít, à máy búa. Lật cái này. Đấy, búa nó kiểu khác, hơi ghê tay. Nói chung là em không có cái dự cố định. Thì những con này được nhá, những con này thì mở, những con này bắt vít được, nhưng mà cầm nó hơi nặng và nó không chuyên. Hay là những con khoan như này. Đây, con khoan 13 ly rất là ưu tú của bên em này. Con Hukan F88 nhé, thân máy có tay cầm là 650. Hoặc là con Hukan Z1800, lực siết rất là cao. Đấy, bắt những vít dài khoan quét gỗ ok thì giá là 1250, lực 120 new. Đấy, những con đây là khoan hết mà bắt vít này, bắt vít có số trượt này. Đấy, nhưng mà trường hợp mà bắt vít nhiều ấy, thì nó sẽ bị cầm mỏi tay, nó dài nó mỏi tay. Đấy, thì nếu mà vít nhẹ thì chúng ta dùng vít trượt, thế còn vít nặng dài thường xuyên tải nặng sắt dày thì dùng những con chuyên vít. Đây, con này cổ ghinh blue này, cò cũng rất là mượt này. Đấy, 1.500.000, 2 pin 1 sạc, 16V8, pin 2A, rất là chất lượng của kinh Blue luôn. Cầm con này thì top đầu phân khúc, khẳng định luôn là anh chị, nếu hàng OEM ấy, 16V8 thì con này top đầu phân khúc, đầu phân khúc luôn về mặt chất lượng, về mặt cò. Con này cũng vậy, top đầu về mặt 21V. Đấy, thì trên đây là báo giá nhanh và giới thiệu cho mọi người so sánh về các cái dòng máy vít trượt, dòng máy khoan, rất là nhiều dòng. Cô chú anh chị quan tâm như nào hay là cần cái máy liên hệ bên em sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.